Hi, xin chào tất cả cô và các bạn, em xin tự giới thiệu, em là chị Thị Mai Linh, sinh viên khóa 3 trường đại học EDX. Mã sinh viên của em là CUV021HP011. Trong video của em ngày hôm nay thì nó sẽ khác biệt so với những cái video lần trước là mình sẽ nói về bài tập, đúng không? Thì đến video ngày hôm nay thì em sẽ review lại video của các bạn khác, xem các bạn nói những cái gì và nội dung ra sao nha. Ok, chúng ta bắt đầu. Em sẽ review video của bạn Vương Thị Thu Hiền. Rồi, chúng ta cũng bắt đầu nha. Thì trong những khi đầu vào video thì bọn em thường hay giới thiệu về về tên tuổi cũng như là mã số sinh viên và hướng dẫn bộ môn, thì cái này khá là quen thuộc với rồi và không thể thiếu được trong khi bắt đầu video của bọn em. Đúng, trong bản thân chúng ta thì ai cũng có cái danh, và chúng ta khi mà trong công việc thì cái danh lại càng lớn hơn, cái sự hãnh diện nó càng lớn hơn, để mà có thể gọi như là mình có thể thể hiện được cái danh đã quy của mình ra để mà cho người khác biết đến, và người có thể người ta nể mình và sợ hãi mình. Đúng. Đúng, hồi bé thì chúng ta thường thường rất là kiểu hãnh diện khi mà được thầy cô mời lên bảng, rồi là khi thấy được biểu diễn trên văn nghệ, kiểu giống như là mình đứng ở trên đó, các bạn ở dưới sẽ nhìn thấy mình với ánh mắt ngưỡng mộ, và tại sao bạn ấy được có thể được lên được sân khấu để có thể biểu diễn như thế này, rồi là bạn ấy học thật là giỏi, rồi là mình ước ao được học giỏi như bạn ấy. Đúng, hồi bé thì chúng ta cái danh của chúng ta rất là lớn và rất là cao, khi mà chúng ta chưa gọi là học biết nhiều, khi chúng ta biết nhiều thì chúng ta rất là muốn thể hiện được bản thân mình là tôi là người một người biết nhiều, cũng như là tôi là một người hiểu biết sâu sắc, hiểu biết rất là nhiều về mọi thứ. Thì cái ngày bé công nhận đúng là cái danh của mình nó rất là lớn, và khi mà lớn lên dần rồi thì cái danh nó cũng bớt lại, vì cuộc sống cũng như là cái sự là xã hội ở ngoài kia thì bắt buộc chúng ta phải hạ cái danh của mình xuống và không được thể hiện nhiều nữa, và đôi khi cái danh đó nó cũng có thể, như bạn ấy nói thì cái danh đó cũng gây khó khăn cho mình. Có thể như là sẽ có người, nhiều người, có những người yêu quý mình, nhưng mà sẽ có người, người ta ghét bỏ mình, người ta không thích mình.
Cái này là đúng. Mình nếu mà mình đi hỏi một ai đó thì tất nhiên là họ, đối với bản thân họ có thể là họ chữ cái phần bé chưa hoàn hảo, chưa hay, nhưng đối với bản thân mình có thể là hay rồi, thì lúc đó bản thân mình là người không có chung kiến và luôn luôn lúc nào mình cũng sẽ chạy theo ý kiến của người ta là ồ cái phần này nên sửa như này, có thể chúng ta nghe theo lời khuyên của họ nhưng chúng ta phải có chung kiến của bản thân mình. Có thể đối với họ cái này không hay nhưng đối với mình nó khá là hay, là khá là hoàn hảo rồi, thì tại sao mình không nghe theo bản thân mình không nghe theo ý kiến mình? Có thể một ngày nào đó chúng ta học được nhiều cái hay hơn, cái nhiều cái kiến thức hơn, mở mang được nhiều cái hơn thì chúng ta sẽ bắt đầu sửa đổi nó. Thay vì chúng ta nghe theo những lời khuyên của người khác hoặc là nghe theo ý kiến người khác mà không có chứng kiến thì rất dễ chúng ta sẽ là một con người dễ bị thao túng tâm lý, rất dễ bị người khác dẫn dắt và rất dễ bị người ta thao túng mình, và mình sẽ nghe theo lời người ta thay vì mình có chứng kiến của bản thân mình. Đúng vậy, chúng ta hãy là để những mục tiêu của bản thân mình cũng như là hãy có chứng kiến, và thay vì chúng ta nuôi dưỡng những cái tích cực, cái tiêu cực của mình thì chúng ta hãy nuôi dưỡng cái tích cực của mình, đúng không, nuôi dưỡng những cái thói quen tích cực của bản thân mình để mà mình tốt hơn, khiến phát bản thân mình phát triển hơn. Chúng ta không thể chỉ nói qua lời nói mà chúng ta phải hành động nữa. Có thể là hôm nay chúng ta nói nhưng mà chúng ta chưa làm được thì bắt buộc ngày mai chúng ta cũng phải nói, chúng ta phải làm được. Chúng ta có thể cố gắng từng chút một, thay đổi từng chút một. Tại vì là để bỏ một cái thói quen xấu cũng không hề dễ, đúng không? Mà tạo ra một thói quen tốt cũng không hề dễ chút nào cả. Cũng giống như việc chúng ta làm những cái việc tích cực trở lên, nó cũng không hề dễ, mà tiêu cực thì lại càng dễ dàng. Thì chúng ta nên phải học cách đó là từ từ, cũng từng chút từng chút một, thay đổi nó từng chút một. Có thể ngày hôm nay bạn không thể dậy sớm được lúc 7 giờ, bạn hãy ngủ muộn đến 8 giờ, nhưng ngày hôm sau bạn hãy cố gắng thử dậy sớm hơn trước 8 giờ một chút, có thể là 7:50 hoặc là 7:55 gì đó, và cứ càng ngày từng chút vậy một thì chúng sẽ sẽ tạo ra thói quen tốt cho bản thân mình, sẽ thay đổi được bản thân mình thay vì chúng ta cứ nuôi dưỡng những cái điều tiêu cực. Đúng vậy, nếu mà chúng ta không hiểu biết sâu sắc, chúng ta không tìm hiểu sâu xa về chủ đề nào đó mà thì chúng ta đang nuôi dưỡng cái sự hão huyền của bản thân mình, nuôi dưỡng cái sự hãnh diện nó vốn gì không có và nó rất là ảo, và một ngày nào đó có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào khi chúng ta gặp người giỏi hơn chúng ta, đúng không, và một người ta hiểu biết sâu sắc hơn, người ta thể bóc bẽ mình, họ có thể phơi bày sự thật ra trước mặt mình, nên mình sẽ cảm thấy rất là e ngại, mình sẽ rất là ngại ngùng và mình sẽ sợ những người kia sẽ suy nghĩ gì về mình. Và đôi khi chính vì cái nỗi sợ suy nghĩ của người ta về chính về mình như vậy thì mình sau này mình sẽ không dám nói ra nữa, mình sẽ càng thu mình lại và mình sợ hãi một điều gì đó và khiến cho bản thân mình tồi tệ hơn. Đúng, chúng ta luôn luôn học, chúng ta luôn luôn tìm hiểu về con người khác, luôn luôn muốn hiểu hiểu về con người họ, về một người ai đó, giống như kiểu bạn có người yêu đi, xong rồi là bạn lúc nào bạn hoặc là bạn crush một ai đó, bạn thích một ai đó, bạn luôn luôn đi tìm hiểu rằng người ta thích cái gì, người ta ghét cái gì, rồi cái làm cách nào để họ vui, nhưng mà mình chưa bao giờ suy nghĩ lại rằng là thích mình đã bao giờ làm cho bản thân mình vui chưa, đã bao giờ mình làm cho bản thân mình vui hạnh phúc chưa, hay đơn thuần chỉ là mình luôn luôn tìm cách để cho người ta cảm thấy vui vẻ và mình đi khoe cái vui vẻ của mình đó cho người khác biết rằng tôi làm bạn này hạnh, có thể là tôi làm crush của tôi vui vẻ hoặc tôi làm cho người yêu của tôi vui vẻ lúc nào cũng hạnh phúc, nhưng lỡ một người nào đó họ là một con người yêu bản thân
là một người rất là yêu chiều bản thân, họ hỏi mình lại một câu đó là: thế đã bao giờ bạn tự hỏi với chính bản thân bạn đó là bạn yêu, bạn thương, bạn yêu thương bạn bản thân bạn chưa, bạn đã bao giờ nuông chiều bản thân của bạn chưa, hay lúc nào bạn cũng cho nó cái sự tiêu cực, muốn nó lấy sự những thói quen rất là xấu và không hề tốt đẹp tí nào. Nếu là chúng ta sẽ rất là e ngại đúng không, chúng ta sẽ rất là suy nghĩ. Thế là chúng ta hãy bỏ cái hãnh diện đó đi, cũng như là học cách đó yêu thương bản thân mình nhiều hơn, thấu hiểu con người mình đầu tiên thì mới thấu hiểu được con người, thì mới thấu hiểu được người khác. Mình phải biết yêu chiều cũng như là chăm sóc cho bản thân của bản thân mình thì mình mới có thể yêu chiều và chăm sóc được hạnh phúc của người khác, như là hạnh phúc chính bản thân mình và nuôi dưỡng được hạnh phúc của người khác, và chính là mình có thể nuôi dưỡng được bản hạnh phúc của bản thân mình. Chúng ta nên đặt bản thân của chúng ta lên hàng đầu và hãy quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn, để ý đến bản thân mình nhiều hơn, và hãy nuôi dưỡng những điều tiêu cực, những điều tích cực và khiến cho bản thân mình trở nên hạnh phúc hơn. Sau video của bạn Hiền thì em nhận ra rằng là chúng ta nên yêu thương bản thân mình nhiều hơn và nên gạt bỏ cái sự hãnh diện đó đi. Tại vì cái mình giỏi nhưng mà sẽ có người khác giỏi hơn, cũng giống như là núi này cao thì sẽ có núi kia cao hơn, đúng không? Chúng ta không thể nào biết được, hiểu biết được hết sâu sắc mọi thứ. Nhưng mà nếu mà trong một lĩnh vực nào đó chúng ta cố gắng, chúng ta tìm hiểu nó, cố gắng học hỏi về nó, thế thì chúng ta sẽ hiểu sâu sắc được về nó. Và nên đặt bản thân mình lên hàng đầu, yêu tin bản thân mình trước, yêu thương bản thân mình trước, hay khiến cho bản thân mình hạnh phúc, hay khiến cho bản thân mình trở nên tích cực hơn, thay vì rằng dằn vặt bản thân mình, trở biến bản thân mình thành một người tiêu cực, biến con người mình trở thành người tệ hơn, và lúc nào cũng mong muốn một ai đó đến để mà đối xử tốt với bản thân mình. Tất nhiên là không khó đâu, tại vì sao, tại vì chúng ta phải yêu thương bản thân chúng ta đầu tiên, nên phải thương yêu bản thân mình và thấu hiểu được bản thân mình thì người khác mới có thể thấu hiểu được mình. Và khi mình yêu thương bản thân mình như vậy, thấu hiểu bản thân mình như vậy, nó là một cái hạnh phúc rất là nhỏ, nó chỉ là một hạnh phúc rất là nhỏ nhoi, đơn giản, nhưng mà lúc nào nó trong bản thân mình cũng rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc, và không cần phải suy nghĩ bận tâm nhiều rằng có ai đó đến, có một mình suy nghĩ rằng là người ta phải yêu thương mình, tại sao người ta không yêu thương mình, tại sao người ta không đối xử tốt với mình. Tại vì sao? Tại vì chính bản thân mình chưa đối xử tốt cho bản thân mình mà. Nên là chúng ta hãy học cách đó là yêu thương bản thân mình nhiều hơn, chăm sóc đến bản thân mình nhiều hơn và quan tâm đến nó nhiều hơn. Mình bị bệnh, mình bị sao thì mình tự tìm cách để mình thay đổi nó, sửa đổi nó. Tốt thì cái đầu tiên, vẫn tốt nhất đó chính là chúng ta hãy nghĩ đến bản thân chúng ta và yêu thương bản thân của mình, khiến bản thân mình hạnh phúc. Những điều khi mà chúng ta tích cực thì những điều tích cực sẽ đến với mình, còn khi mình tiêu cực thì những điều tiêu cực sẽ đến với mình. Vậy thì tại sao chúng ta không gieo cho bản thân mình những điều tích cực, những điều vui vẻ và hạnh phúc, thay vì chúng ta gieo, thay vì chúng ta có thể để cho bản thân mình tiêu cực nhỉ, đúng không? Nên là chúng ta hãy học cách đó là yêu thương mình nè, rồi là yêu thương bản thân mình nè, chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn và khiến cho bản thân mình rất là cũng happy, rất là cũng vui vẻ và không phải âu lo một vấn đề gì cả, có thể nói những điều mình muốn nói, sống theo cách mà mình muốn, cũng như là có một cái hạnh phúc rất là trọn vẹn đó. Thì sau cái bài review của bạn Hiền thì em có những cái lời như thế thôi. Video của em đã kết thúc rồi, cũng như là tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau, và chúng ta sẽ review những cái bài bạn khác nhiều hơn, và xem những nội dung của các bạn là gì, và chúng ta có thể rút ra được bài học cho chính bản thân mình hay không. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.